Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm báo quốc tế tuần của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, một loạt những động thái ngoại giao con thoi giữa các nước lớn đã diễn ra trong tuần qua. Trong đó đáng chú ý nhất là chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga giữa lúc cuộc xung đột ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt. Cũng trong tuần qua, thì Thủ tướng Nhật Bản đã công bố kế hoạch hành động để thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tokyo nhân chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ. Ngoài ra, hội nghị về nước của Liên Hợp Quốc năm 2023 đã lần đầu được tổ chức sau gần 50 năm, cho thấy tính cấp thiết của vấn đề an ninh nguồn nước hiện nay. Đó là những nội dung được báo chí thế giới tập trung phản ánh trong tuần qua. Tuy nhiên, sự kiện đáng chú ý nhất sẽ được chúng tôi đề cập đến trong tiểu mục tiêu điểm. Trước hết, xin kính mời quý vị khán giả hãy đến với phần chuyển động. Trong tuần qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga để nhằm tăng cường hợp tác song phương cũng như thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt với cả Moscow và Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị thế giới hiện nay. Theo China Daily, chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi tái đắc cử nhiệm kỳ 3 hồi đầu tháng này. Từ năm 2013 đến nay, hai nhà lãnh đạo đã có 40 cuộc gặp và thảo luận nhiều vấn đề song phương và quốc tế. Quan hệ giữa hai nước là mô hình đôi bên cùng có lợi, với nền tảng là thương mại và kinh tế. Do đó, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Nga. Ngoài ra, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, nhiều chuyên gia kỳ vọng chuyến thăm của ông Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy hòa đàm giữa Moscow và Kiev. Tờ Investia bình luận, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận hàng loạt vấn đề và đặc biệt nhấn mạnh đến triển vọng hợp tác. Hai bên đã ký một tuyên bố về tăng cường quan hệ đối tác toàn diện 9 điểm, cũng như đưa ra tuyên bố riêng về kế hoạch hợp tác kinh tế đến năm 2030. Tổng thống Putin cho biết, quan điểm của Nga và Trung Quốc trong hầu hết các vấn đề quốc tế là tương đồng hoặc trùng khớp. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định, các lĩnh vực hợp tác cũng như sự tin cậy về chính trị giữa hai nước đang không ngừng mở rộng. Dự kiến kim ngạch thương mại song phương sẽ vượt mục tiêu 200 tỷ đô la Mỹ. Hai bên cũng thảo luận hợp tác năng lượng và nhất trí về dự án đường ống dẫn khí đốt sức mạnh Siberia 2. Cũng trong tuần qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã kết thúc chuyến công du Ấn Độ bằng việc công bố kế hoạch hành động mới của Tokyo để nhằm thúc đẩy sáng kiến xây dựng khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và mở. The Diplomat khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Kishida là sự khẳng định cho mối quan hệ bền chặt giữa Ấn Độ và Nhật Bản. Bất chấp quan điểm khác biệt trong một vài vấn đề, quan hệ giữa hai nước đã phát triển nhanh chóng trong vài năm qua. Tại New Delhi, Thủ tướng Kishida đã thông báo kế hoạch mới của Nhật Bản đối với sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở, nhấn mạnh New Delhi là đối tác không thể thiếu với sự phát triển của khu vực. Chuyến thăm được đánh giá là bất ngờ về mặt kỹ thuật và được cho là nhằm xoa dịu việc Ngoại trưởng Nhật Bản không dự hội nghị Ngoại trưởng G20 cách đây hơn 2 tuần, đặc biệt trong bối cảnh Ấn Độ đang nỗ lực thúc đẩy vai trò Chủ tịch G20 trong năm nay. Đồng quan điểm Nikkei Asia cho biết, chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Kishida tạo cơ hội cho Tokyo bù đắp sự vắng mặt của Ngoại trưởng Nhật Bản tại Hội nghị Ngoại trưởng G20, cho thấy Nhật Bản tôn trọng vai trò Chủ tịch G20 của Ấn Độ. Ngoài ra, chuyến thăm có thể là bước đệm hướng tới quan hệ bền chặt giữa Tokyo với Nam Bán Cầu. Thủ tướng Kishida coi việc tăng cường quan hệ với khu vực này là một trụ cột trong chính sách đối ngoại của mình. Tại New Delhi, Thủ tướng Kishida đã phác thảo tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và mở, khẳng định Tokyo sẽ tăng cường hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực, bao gồm cung cấp hơn 75 tỷ đô la Mỹ đầu tư công và tư vào năm 2030. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3, Hội nghị về nước của Liên Hợp Quốc 2023 đã được tổ chức để nhằm thúc đẩy hỗ trợ các nước đạt những mục tiêu và chỉ tiêu về nước đã được quốc tế thông qua cho giai đoạn 2018-2028. Diễn ra gần 50 năm sau hội nghị về nước đầu tiên, hội nghị lần này của Liên Hợp Quốc được đánh giá là cơ hội ngàn năm có một để các bên đưa ra cam kết nhằm giải quyết khủng hoảng nước và vệ sinh. CNN dẫn báo cáo được công bố trước thềm hội nghị cho thấy khủng hoảng nước toàn cầu có thể vượt tầm kiểm soát do cầu tăng, tiêu thụ quá mức và tác động nghiêm trọng của khủng hoảng khí hậu. Theo báo cáo, việc sử dụng nước đã tăng khoảng 1% mỗi năm trong vòng 40 năm qua do tăng dân số và thay đổi mô hình tiêu thụ. Ước tính, số người ở các thành phố sẽ phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sẽ tăng gần gấp đôi, từ 930 triệu người vào năm 2016 lên tới 2,4 tỷ người vào năm 2050. Nếu không có hành động để giải quyết vấn đề khan hiếm nước, chắc chắn một cuộc khủng hoảng toàn cầu sẽ xảy ra.
Còn theo The Guardian, Hội nghị về nước của Liên Hợp Quốc năm 2023 đã kêu gọi các quốc gia cùng nhau hợp tác, bởi nếu không thế giới sẽ phải đối mặt với nạn đói, xung đột và di cư. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, các chính phủ cần xây dựng và thực hiện những kế hoạch đảm bảo việc tiếp cận nước công bằng cho tất cả mọi người, đồng thời bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Tuy nhiên, dù diễn ra vào thời điểm thế giới chứng kiến cuộc khủng hoảng nước chưa từng có, dự kiến sẽ không có nhiều cam kết tài chính cụ thể được đưa ra. Thay vào đó, hội nghị sẽ thông qua chương trình hành động vì nước, một cam kết không ràng buộc mà Liên Hợp Quốc hy vọng sẽ mở rộng những hành động cần thiết vì an ninh nước toàn cầu. Thưa quý vị, sau quá trình thảo luận gấp rút, ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ là UBS đã đồng ý sáp nhập ngân hàng Credit Suisse trong thương vụ 3,2 tỷ đô la Mỹ do chính phủ liên bang làm trung gian. Credit Suisse, ngân hàng 167 năm tuổi và lớn thứ hai của Thụy Sĩ, đã chịu nhiều áp lực sau sự sụp đổ của nhiều ngân hàng tại Mỹ. CNBC bình luận, sự sụp đổ của Credit Suisse đã làm chấn động thị trường tài chính toàn cầu và dường như giáng một đòn mạnh vào danh tiếng về sự ổn định của Thụy Sĩ. Thỏa thuận giải cứu Credit Suisse của UBS đồng nghĩa Thụy Sĩ, quốc gia phụ thuộc nhiều vào ngành tài chính, chứng kiến hai ngân hàng lớn nhất và nổi tiếng nhất hợp nhất thành một gã khổng lồ tài chính. Thất bại của Credit Suisse sẽ gây ra sự phân nhánh nghiêm trọng với các tổ chức tài chính khác của Thụy Sĩ, đồng thời cuốn theo danh tiếng của nước này về quản lý tài chính thận trọng, giám sát chặt chẽ các khoản đầu tư. Đồng franc Thụy Sĩ vốn được xem là tiền tệ trú ẩn an toàn, cũng mất đi sức hấp dẫn ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, những tác động này có thể chỉ là ngắn hạn. Bloomberg thì đánh giá tập đoàn UBS Group AG đang nổi lên là bên được lợi hiếm hoi sau cuộc khủng hoảng của Credit Suisse. Cụ thể, UBS sẽ có tài sản đầu tư tăng vọt lên 5.000 tỷ đô la Mỹ và được miễn trừ đặc biệt nhằm đảm bảo cho chi nhánh Thụy Sĩ của Credit Suisse có lãi. Điều này được cho là có trị giá gấp 3 lần số tiền UBS mua lại Credit Suisse. Trong khi đó, những cổ đông lớn nhất của Credit Suisse, trái chủ, lãnh đạo ngân hàng này, cơ quan quản lý cùng người đóng thuế ở Thụy Sĩ đều chịu thiệt hại. Chính phủ Thụy Sĩ đã phải cấp hàng tỷ franc bảo lãnh, còn ngân hàng trung ương phải hỗ trợ thanh khoản lớn để tạo điều kiện cho vụ giải cứu, khiến ngân sách chính phủ Thụy Sĩ chịu rủi ro tới 15 năm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ đã thừa nhận đây là cách duy nhất để ổn định thị trường tài chính quốc tế. Thưa quý vị, việc chính phủ Thụy Sĩ làm trung gian cho thương vụ UBS sáp nhập vào Credit Suisse nằm trong một nỗ lực lớn nhằm trấn an các thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt sau vụ hai ngân hàng lớn của Mỹ sụp đổ vì mất khả năng thanh khoản do thua lỗ trái phiếu. Chính phủ Mỹ hiện đã nhanh chóng hành động. Sau hai ngày nhóm họp, thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định tăng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, đồng thời thông báo chuẩn bị ngừng tăng thêm chi phí đi vay. Rõ ràng, việc hai ngân hàng là SVB và Signature Bank sụp đổ đã tác động mạnh đến các thị trường tài chính toàn cầu với nhiều hệ lụy. Truyền hình Thông tấn kính mời quý vị khán giả hãy cùng tìm hiểu về những nguyên nhân và tác động và các giải pháp cho cuộc khủng hoảng này qua phần tổng hợp phân tích báo chí của nước sở tại của nhà báo Thanh Tuấn, thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại New York, Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, sự sụp đổ nhanh đến không ngờ của một số ngân hàng lớn tại Mỹ, đặc biệt là hai ngân hàng Silicon Valley Bank, SVB và Signature Bank, SB, không chỉ tác động mạnh mẽ tới thị trường tài chính phố Wall và thế giới, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Đây là vụ sụp đổ lớn nhất của ngành ngân hàng Mỹ kể từ giai đoạn suy thoái những năm 2008-2009. Vụ phá sản đã làm lung lay niềm tin của giới đầu tư vào sự vững mạnh và khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng Mỹ. Giữa bối cảnh ấy, cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của Fed trong tuần vừa qua được giới đầu tư, được các thị trường tài chính theo dõi vô cùng sát sao. Dư luận đã có những phản ứng trái chiều, song nhìn chung đều nhìn nhận rằng tín hiệu điều hướng từ quyết định tăng nhẹ lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed. Chuyên trang tài chính World Financial Review đăng tải bài viết với tiêu đề "Sự sụp đổ của SVB gây tâm lý lo sợ lên toàn bộ hệ thống ngân hàng Mỹ", trong đó cho rằng sự đổ vỡ gây kinh ngạc của ngân hàng công nghệ hàng đầu này đang gây tâm lý lo ngại bao trùm đối với cả nền kinh tế số 1 thế giới. Chuyên gia Dennis Wong, kinh tế gia trưởng tại CME Group cho rằng sự sụp đổ nhanh chóng của SVB đã khiến các nhà hoạch định chính sách của Fed tính tới việc giảm tốc lộ trình tăng lãi suất và việc ngân hàng trung ương này chỉ tăng 0,25 điểm phần trăm
dừng ở biên độ 4,75-5% là phản ứng tức thì và đầy tính linh hoạt của Fed. Chỉ với điều chỉnh nhỏ này, song thông điệp của Fed lại khá rõ ràng rằng Fed vẫn tiếp tục theo đuổi nỗ lực chống lạm phát bằng chính sách tiền tệ, song cũng luôn lắng nghe phản ứng của thị trường tài chính để có thể điều chỉnh phù hợp với các diễn biến mới phát sinh. Báo mạng Business Insider đăng tải bài phân tích cho rằng sự kiện SVB phá sản sẽ ảnh hưởng lâu dài tới thị trường tài chính, tâm lý đầu tư và giá cổ phiếu. Bài viết đánh giá sự kiện SVB phá sản đã phơi bày một mối đe dọa tiềm tàng mà rất nhiều ngân hàng tại Mỹ đang đối mặt, đó là các khoản tiền gửi không có bảo hiểm. Chính sách kiểu ăn theo chính sách của SVB khi dồn hết tiền gửi của khách hàng vào trái phiếu dài hạn sẽ là con dao hai lưỡi, và ngân hàng này đã hứng chịu hậu quả đau đớn khi Fed tăng mạnh lãi suất. Chuyên gia tài chính William Isaac, cựu chủ tịch Ủy ban Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ FDIC, cảnh báo về nguy cơ một chuỗi cho vay sụp đổ như hồi những năm 1980. Giới quan sát đánh giá, đối mặt với thách thức mới nảy sinh từ con địa chấn nhỏ trong ngành ngân hàng, chính phủ Mỹ và các thực thể tài chính của nước này đã có phản ứng khá nhanh chóng. Việc Ủy ban Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang và Fed lên tiếng đảm bảo cho các khoản tiền gửi của khách hàng đã ngăn chặn được hiệu ứng domino người dân ảo ạt rút tiền khỏi các ngân hàng có độ rủi ro cao. Một cuộc khủng hoảng của ngành ngân hàng cũng tạm thời được chặn đứng. Song đó mới là biện pháp chữa cháy trước mắt. Còn về lâu dài, Mỹ cần có những điều chỉnh vĩ mô hơn trong chính sách điều hành và giám sát thị trường tài chính. Bài viết trên trang mạng Blockchain cho rằng việc mở các cuộc điều tra toàn diện là điều cần thiết để làm rõ xem những sai lầm đã mắc ở đâu và làm thế nào để tránh được những kịch bản tương tự. Vụ việc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp quản lý mạnh mẽ hơn, giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng và ngăn chặn các sự cố xảy ra trong tương lai. Trang mạng Finance Yahoo có bài viết cho rằng, trước mắt, Fed tăng lãi suất 0,25% như biện pháp chữa cháy. Về lâu dài, ngân hàng trung ương này sẽ theo dõi sát sao mức độ ảnh hưởng đến nền kinh tế và khó có khả năng liên tục tăng lãi suất nữa. Để hỗ trợ hệ thống ngân hàng, Fed sẽ tập trung vào các công cụ cho vay của mình, cụ thể là chính sách chiết khấu và chương trình tài trợ kỳ hạn ngân hàng mới được tạo ra, là các biện pháp tạm thời để cung cấp thêm thanh khoản cho các ngân hàng nếu cần. Giới phân tích cho rằng vụ sụp đổ của hai ngân hàng Signature Bank và nhất là Silicon Valley Bank đã khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bừng tỉnh sau hơn một năm theo đuổi chính sách chống lạm phát trên hết, với 8 đợt tăng mạnh lãi suất liên tiếp. Hệ lụy từ chính sách tiền tệ này đã phơi bày rất rõ qua đợt chao đảo vừa qua của ngành ngân hàng Mỹ, trong khi viễn cảnh kéo mục tiêu lạm phát về ngưỡng 2% thì vẫn còn xa vời, thì cơn gió nghịch do Fed tạo ra đã quật ngã nhiều ngân hàng lớn của Mỹ. Tình hình thị trường tài chính Mỹ trước cuộc họp về lãi suất mới đây nhất của Fed có những điểm tương đồng rất đáng quan ngại, giống như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Điều đó giải thích vì sao chính phủ Mỹ và các thể chế tài chính lớn của nước này như Fed hay Ủy ban Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang đã phải nhanh chóng vào cuộc, nhanh chóng hành động để ngăn chặn một hiệu ứng domino và không để cho kinh tế Mỹ rơi ngược trở lại vào vòng xoáy suy thoái mới. Với thông điệp giả phanh lãi suất của mình, nhiều khả năng Fed sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất vào cuối năm nay. Thanh Tuấn, phóng viên thường trú Thông sát Việt Nam từ New York, Mỹ. Theo đánh giá chung của giới phân tích, việc Fed tăng lãi suất cao tới 8 lần kể từ năm ngoái đến nay để kiềm chế lạm phát là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng ngân hàng lớn nhất hiện nay tại Mỹ kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Và trong bối cảnh hiện nay thì việc tránh để xảy ra hiệu ứng domino trong ngành ngân hàng cũng như là khôi phục niềm tin của người dân và các nhà đầu tư vào hệ thống ngân hàng sẽ là những nhiệm vụ lớn. Và đáng chú ý, việc các mạng xã hội châm ngòi cho việc người dân ồ ạt rút tiền khỏi SVB mất khả năng thanh khoản cũng là một bài học cần rút ra để nhà chức trách có biện pháp quản lý tốt hơn. Và tới đây thì chúng tôi xin phép được kết thúc chuyên mục điểm báo tuần này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau.